màu. Mỗi hai dương các bạn. Một dương. Một dương có hai tiền. Âm. Đó là đỏ hạnh luôn nha các bạn, chứ không phải vàng ánh đỏ nha. Tại bạn trong quốc tử sẽ đưa đó là nó vàng sẵn rồi, nên đỏ là các bạn sẽ thấy cái màu cam đỏ hẳn lên luôn, tương tôi luôn. Nào mình sẽ có hiện nhỏ các bạn tạo
không được nhớ luôn. Nhưng mà phải biết là nhìn vào cái vị trí đó.